Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Nhất. Mọi người thường hay gọi mình bằng một cái tên thân thương hơn, đó là Cục Yêu Đời. Thì hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing tại trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại mình đang sinh sống và học tập một mình tại thành phố mang tên Bác này. Ba mình thì làm nghề cửa sắt và mẹ mình thì làm nội trợ, phụ cơm nước này kia cho thợ ba mình thôi. Năm đó thì mình đang học lớp 9, do là cái công việc ba mình cũng khó khăn và mẹ mình thì phải đi lao động xa và chị mình cũng vậy. Mình có một cái quyết định, đó là mình nghỉ học để mình ra mình đi làm với ba. Hôm đó thì cũng là một hôm mình làm ở ngoài công trường thôi. Thì mình có leo lên một cái mái nhà để mình lợp. Thì cái mái nhà đó nó rất là dốc và mình có rút một cái cây đòn tay lên. Thì vô tình cái cây đòn tay đó nó bị đụng cái đường điện trung thế ở phía sau lưng mình. Và nó làm cho mình bị giật và rơi từ trên mái nhà rơi xuống. Lúc đó mình còn rất là... kiểu là mình còn rất là nhiều suy nghĩ, nhiều ước mơ này. Mình vừa bắt lực với cơ thể của mình, cái việc mà tự ăn cơm thôi. Nó là cái việc rất là đơn giản và bây giờ thì hoàn toàn phải nhờ vào gia đình trợ giúp hết. Và cái tổn thương thứ hai đó là về tinh thần mình. Thật sự lúc đó mình rơi vào cái bế tắc, mình rất là trầm cảm. Mình sợ những cái ánh nhìn của người khác và mình tự nhốt bản thân mình vào những cái không gian kín mà chỉ có mình thôi. Do là mình không có tự sinh hoạt được nữa, cho nên là mình phải theo chân của ba mẹ để ba mẹ vừa lao động và vừa chăm sóc mình. Thì hôm đấy tình cờ mình đi ra để xem ba mẹ mình làm việc như thế nào. Giữa trời buổi trưa rất là nắng, ba mẹ mình phải ngồi cắt từng bó hẹ ở giữa đồng thôi, để chắc lên xe gùa. Mẹ mình đẩy rất là nhọc. Và tự nhiên mình nhìn lại bản thân mình rất là muốn lại để mình đẩy xe đó. Vì trước đây thì nó là một cái việc nó vô cùng bình thường đối với một người con trai như mình. Nhưng mà lúc đó mình nhìn lại bản thân mình phát nước mắt mình rơi. Kể từ giây phút đó thì mình tự nói với bản thân mình, đó là mình phải thay đổi. Trong cái quá trình mà 2 năm mình bị tai nạn đó thì mình tìm rất là nhiều công việc online để mình làm, mình thử, nhưng mà nó không thành công. Mình mới tìm cách là bây giờ chỉ có con đường học thôi, chứ không còn cái con đường thứ hai nào để cho mình đi nữa. Và mình bắt đầu tìm hiểu, có một người anh ở bên Kiên Giang giúp đỡ mình, là có một cái lớp học ở bên Kiên Giang đó, và mình đã sang đó để học cấp 2 và mình học tiếp cấp 3 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Gò Đỏ, và mình đã học tiếp lên đại học. Ứng dụng vào những cái chuyên ngành sau này, đúng không ạ? Là một người giáo viên đồng hành với Nhất từ những năm bạn vừa bước chân vào trường, thì mình thấy học lực của Nhất là thuộc hàng top của đơn vị. Và gần đây nhất thì Nhất vừa đạt được bằng chứng chỉ tiếng Hàn cấp 4, là một trong những cái thành tích rất là đáng nể dành cho các bạn sinh viên không phải là chuyên ngữ. Với câu chuyện của Nhất thì đương nhiên không phải chỉ riêng mình, mà tất cả các bạn sinh viên ở tại đơn vị, nó thúc đẩy cái phong trào học tập của bạn nhiều hơn. Bởi vì một cái sự nỗ lực quá nhiều của Nhất với một cái năng lượng rất là tràn đầy, dẫn đến là cái phong trào học tập của các bạn sinh viên rất là sôi nổi. Cái lớp học nào mà có Nhất tham gia thì hầu như cái phong trào nghiên cứu khoa học với lớp đó rất là tăng. Mới lên thì mình cũng không có hòa nhập được với mọi người đâu. Dần rồi thì mình nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn này. Cũng như là nhiều khi mình đi ngoài đường thì có những cái cô chú đối xử với mình rất là tốt, và từ những cái điều mà nhỏ nhưng mà đối với mình rất là to đó, thì dần dần làm cho mình mở lòng mình hơn,
và mình tham gia nhiều những cái hoạt động hơn. Những cái khó khăn từ đó thì nó cũng bắt đầu bớt dần đi. Và mình tự nói với lòng đó, mình phải sống thật là tốt và mình phải làm cái gì đó ít nhất là có ích cho xã hội để không phụ lòng tốt của những người khác đối với mình. Hello mọi người, thì cũng đã lâu lắm rồi thì Nhất không có đăng video clip trên kênh của mình. Do là dạo này Nhất sắp tốt nghiệp với mọi người cho nên là khá là nhiều việc cần phải làm. Ngoài ra thì dạo này Nhất cũng có tham gia một cái dự án gọi là thiết kế những cái sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật. Lúc mà mình mới bị tai nạn á, thì mình rất là cần một cái sự đồng cảm, gọi là chia sẻ và tìm những cái nguồn động viên như vậy để mình học theo. Nhưng mà không kết nối được với những anh chị như vậy. Sau này khi mà mình tự chủ được nhiều rồi á, mình mới gọi là hôm đó mình vô tình mình quay chơi một cái đoạn clip mình đăng lên thôi. Thì cái clip nó được viral, nhận được những cái bình luận rất là tích cực từ cộng đồng. Thì mình mới nghĩ là hay là bây giờ mình đi đồng cảm với người khác thì sao? Đấy, thì bắt đầu mình mới làm những cái nội dung mình chia sẻ, mình đăng lên. Thì cũng rất là may mắn là những clip của mình nó cũng đi đúng hướng. Sau đó thì các anh chị cũng có kết nối với mình. Cái thông điệp mà mình muốn lan tỏa qua kênh của mình là chỉ cần mình đủ quyết tâm thì mình sẽ làm được. Và mình đang trên cái con đường mình chứng minh cái điều đó. Em mới vô like. Biết Nhất qua cái kênh Cục Yêu Đời, học em mấy từ cái cách ăn uống rồi thì sinh hoạt, cái cách tắm rửa gội đầu sao thì mình chưa, nhiều khi mình mới bị á mình đâu có biết đâu, nhưng mà bắt buộc mình phải học những người đi trước. Nhất thì chìm cảm hứng giống như cho mình, những người mà bị tai nạn kém giống như tôi thì mình cũng lấy từ cái nghị lực đó đi lên vậy đó. Chào Nhất. Hôm nay gặp Nhất ở đây thì biết thêm được một điều thú vị nữa về Nhất, đó là Nhất cũng rất là yêu thích thể thao đúng không? Em cũng sắp chuẩn bị vào một cái chặng đường mới, có những cái mục tiêu mới cho nên là em muốn chuẩn bị tốt nhất cho những cái mục tiêu sắp tới. Không biết rằng là trong những cái chặng đua trước đây của chị Thanh thì cũng đã có từng xuất hiện những vận động viên hay tạm gọi là những tay đua mà đặc biệt như Nhất chưa? Nhất có biết không, Thanh rất là ngưỡng mộ những người mà thực sự là họ là nhân chứng sống của tinh thần không gì là không thể. Thanh cũng chứng kiến là có những người đàn ông trên 60 tuổi chỉ có một chân và phải đeo chân giả, rồi cũng có những người khiếm thị cũng vượt hàng trăm cây số trên sa mạc như vậy. Và mỗi lần nhìn thấy hình ảnh họ hoàn thành chặng đường, Thanh cảm thấy như là có được một nguồn năng lượng mới tiếp, rất là tích cực tiếp thêm cho bản thân vậy. Ngày hôm nay Thanh Vũ có cơ hội được gặp Nhất, cũng cảm nhận được điều đó. Một thanh niên rất là trẻ, vui vẻ, tích cực. Chắc chắn rất là thú vị nếu như mà ở một chặng đua tiếp theo nào đó của chị Thanh có được sự có mặt của Nhất đúng không ạ? Điều đó thực sự sẽ là một điều vinh dự đối với cả Thanh Vũ. Tại vì Thanh cũng rất muốn mọi người có cơ hội được chứng kiến cái tinh thần mạnh mẽ, cái tinh thần, cái khí phách của người Việt Nam. Khi mà được đồng hành cùng với cả Núi Chọn Yêu Thương thì Thanh có cơ hội gặp rất là nhiều người. Và có một điểm chung mà Thanh thấy từ tất cả các nhân vật, trong đó có Nhất, đó là một cái tinh thần rất là tích cực. Nó không phải mạnh mẽ theo cái kiểu là gân guốc hay là vì mặt thể chất đâu. Nó thiên nhiều về cái ý chí và cái bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn. Có những cái lúc mà mình cảm thấy là mình rất là buồn, là nản, nhưng mà cái sự hỗ trợ từ gia đình cũng như là từ bạn bè xung quanh, và Thanh cảm thấy rằng nó là một món quà. Lúc mà chưa gặp chị Thanh thì em tưởng tượng chắc chị Thanh là một người nhìn vào sẽ kiểu rất là to con một xíu nè. Tại vì tham gia một cái cuộc thi mà vượt hàng ngàn km đạp xe, bơi lội và cả chạy bộ như vậy thì em không tưởng tượng nổi chị là một người nhỏ nhắn và xinh đẹp như thế này. Cảm ơn Nhất. Thay mặt tập đoàn Tân Hiệp Phát là công ty đồng hành cùng với cả chương trình Nối Chọn Yêu Thương thì Thanh Vũ xin phép được gửi tới Nhất một món quà nho nhỏ
Hy vọng rằng là món quà này từ tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ giúp cho Nhất tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực của mình tới với mọi người, tiếp tục truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để vượt qua tất cả các nghịch cảnh. Cảm ơn chị Thanh Vũ, chị Bình Mai cũng như là tập đoàn Tân Hiệp Phát và chương trình Nói Chuyện Yêu Thương rất là nhiều vì đã kết nối và cho em có cơ hội để chia sẻ câu chuyện của mình. Mai rất là thích câu nói lúc nãy của chị Thanh, đó là nếu như mà cuộc hành trình của chúng ta có được sự đồng hành của mọi người thì đó cũng giống như một món quà. Hy vọng rằng là trải nghiệm này cùng với Nối Chuyện Yêu Thương cũng là một món quà dành cho Nhất, xin được gửi đến Nhất chiếc kỷ niệm chương của chương trình.